Câu chuyện 6 người Việt Nam nghi bị bỏ độc ra đi trong một khách sạn ở Thái Lan đang là tin tức nóng hổi khiến cõi mạng xôn xao. Đáng chú ý, một nạn nhân trong đó là chuyên viên make-up nổi tiếng tên là Phú Gia Gia. Sáng ngày 17 tháng 7, nhiều người thân, bạn bè của anh Trần Đình Phú, còn được gọi là Phú Gia Gia, đã đến nhà riêng tại đường Hải Phòng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để hỏi thăm sau khi nghe thông tin về vụ 6 người Việt mất tại Thái Lan. Gia đình xác nhận hình ảnh 6 nạn nhân mà cảnh sát Thái Lan công bố có anh Trần Đình Phú. Theo người thân, anh Phú sang Thái Lan theo lời mời để trang điểm cho cô dâu trong một đám cưới của tỷ phú cách đây khoảng 10 ngày. Gia đình không nắm rõ về lịch trình của Phú, chỉ biết Phú sang Thái Lan để trang điểm cho một đám cưới mà khách là tỷ phú. Phú đi với ai hay đi một mình thì gia đình cũng không rõ, một người thân của anh Phú thuật lại. Ông Trần Đình Dũng, 65 tuổi, cha của anh Phú cho hay với đặc thù công việc chuyên make cho nghệ sĩ nổi tiếng nên anh thường xuyên xa nhà. Phú đi khắp nơi để trang điểm cho khách, khách đặt lịch ở nước ngoài thì con tôi sắp xếp việc dạy nghề ở nhà để bay đi dài ngày, ông Dũng kể. Theo cha anh Phú, lịch trình đi Thái Lan lần này rất gấp vì trước đó anh Phú vừa trở về Đà Nẵng sau chuyến đi nước ngoài dài ngày. Từ đêm qua khi thấy hình ảnh, tên tuổi của Phú xuất hiện trên báo chí với thông tin đã qua đời nghi do đầu độc ở Thái Lan, mẹ Phú đã ngất xỉu không biết bao nhiêu lần. Bà ấy không chịu nổi cú sốc này, bản thân tôi cũng không nghĩ cuộc gọi Zalo với con trai hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 lại là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai cha con, ông Dũng nghẹn ngào. Bà Lê Thị Kim Hoa, 70 tuổi, một người thân trong gia đình, cho hay Phú là người tốt tính, hiền lành. Theo bà Hoa, anh Phú rất bận rộn với nhiều chuyến công tác ở nước ngoài. Bên cạnh việc trang điểm cho khách, anh còn nhận dạy cho rất nhiều học viên tại cơ sở số 369 Hải Phòng. Nhiều năm qua, nhiều lứa học viên đã ra nghề, thành tài. Bây giờ gia đình đang ngóng chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng tại Việt Nam đưa được thi thể cháu Phú về nhà, cũng như muốn làm sáng tỏ vụ việc để mọi người được an lòng, bà Hoa bày tỏ. Nhiều học viên của anh Phú cũng đến nhà để hỏi thăm và chia buồn. Chị Bảo Trân, chú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã học nghề từ anh Phú hơn một năm nay. Thầy nói ngày 14 tháng 7 sẽ về đến Đà Nẵng, nhưng đến 15 tháng 7, thầy chưa về mà cả em và gia đình cũng không liên lạc được, chị Trân cho biết. Chị Trân cho hay lịch làm việc trong tháng 7 của anh Phú đã kín. Chuyến đi Thái Lan là do khách đặt dịch vụ trang điểm trọn gói với anh Phú và chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở. Theo chị Trân, thông thường, anh Phú chỉ nhận dịch vụ trang điểm ở nước ngoài đối với khách ruột. Theo Bangkok Post, vụ 6 người được tìm thấy thiệt mạng trong phòng khách sạn 5 sao ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tối ngày 16 tháng 7 đang khiến dư luận bàng hoàng. Trong số 6 nạn nhân gồm 4 người Việt và 2 người mang quốc tịch Mỹ, Trần Đình Phú, 37 tuổi, quê Đà Nẵng, là một trong số các nạn nhân. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết các nhà chức trách đang tìm kiếm người thứ 7 có thể đi cùng nhóm này và liên quan đến vụ việc. Ông nói thêm rằng cảnh sát sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về nguyên nhân mất sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ. Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul nói thêm rằng ông không nghĩ vụ việc có liên quan đến bất kỳ hành động khủng bố hay loại tội phạm có tổ chức nào. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến vụ việc, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán đã đến hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan. Các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.